Thưa các bạn, mình chờ đợi chuyến đi này lâu lắm rồi. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng có được một chuyến đi ra thăm quần đảo Trường Sa của Việt Nam chúng ta. Ai ai cũng vậy, đã là một người con dân Việt Nam thì dù cho bất cứ ở nơi đâu, trong nước hay ngoài nước, cũng đều mong muốn có một lần trong đời được đặt chân đến Trường Sa, nơi đón bình minh sớm nhất trên đất nước Việt Nam, mặt đất thiêng liêng của Tổ quốc. Con tàu đưa chúng tôi đi thăm Trường Sa lần này có tên Trường Sa HQ571, xuất phát từ cảng Cam Ranh thuộc vùng 4 Hải quân, đưa đoàn chúng tôi ra thăm bà con, nhân dân và quân dân huyện đảo Trường Sa. Dự kiến thời gian đi là một ngày, một đêm, thêm nửa ngày nữa là sẽ đến đảo đầu tiên trong chuyến đi công tác này, đó là đảo Sông Tử Tây. Như các bạn thấy đó, mọi người đều rất khẩn trương, háo hức trong chuyến đi này. Chắc mọi người cũng đi lần đầu giống như tôi. Sau tiếng còi tàu vang vọng, đoàn chúng tôi tạm biệt đất mẹ, rời quân cảng Cam Ranh để đến với Trường Sa thân yêu. Con tàu Trường Sa HQ571 chở hơn 240 người đi thăm quần đảo Trường Sa. Trong chuyến hải trình này, tàu đã chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhiên liệu, nước ngọt. Trong suốt hành trình kéo dài 9 ngày, từng đấy con người ăn, uống, sinh hoạt, tắm rửa, tất cả trên tàu mà không cần phải tiếp thêm nhiên liệu, thực phẩm hay nước ngọt gì hết. Bên trong con tàu, phòng ốc khá đẹp, máy lạnh điều hòa là toàn tàu luôn. Có cái là ở trong phòng tập thể giống như quân đội, giường tầng hơi chật tí thôi, nhưng ổn áp hết. Không được tự ý sử dụng máy móc trang thiết bị trên tàu. 4. Không được đưa các loại rác thải. Riêng phòng VIP thì đầy đủ tiện nghi như trong phòng khách sạn, có tủ lạnh, tivi, truyền hình vệ tinh luôn. Trong lúc mọi người ổn định vị trí nơi ở thì nhà bếp đã chuẩn bị cơm cho mọi người. Trên tàu hải quân, đã là quân đội thì cái gì cũng phải chuẩn chỉnh hết, từ ăn, ngủ, nghỉ đều có giờ giấc hết. Cơm một ngày ba bữa, sáng, trưa, chiều, còn tối ai muốn nhậu thì tự do, tự lo. Cứ tới giờ cơm, can một phát là về phòng ăn cơm. Cơm được các chiến sĩ trẻ trên tàu phục vụ ăn tại phòng. Phòng nào ăn cơm ở phòng đó. Anh em mỗi người một phương, gặp nhau trên tàu, cùng nhau ăn cơm chung với nhau như một gia đình, thấy cũng vui. Còn nơi tụ họp chung cho cả tàu thì có sân đổ máy bay trực thăng trên bông tàu rộng thênh thang. Đây là nơi sinh hoạt giao lưu văn hóa, văn nghệ cho tất cả các đoàn trên tàu trong suốt chuyến công tác này. Lại giang lại được phí mà với gần bảo em tôi thì anh ấy tất cả những cái giò đấy là bọn em nhận lại. Nhóm nghề giò quay à, trong mỗi chuyến đi Trường Sa, các thành viên mà có ngày sinh nhật. Trong chuyến đi này thì tổ chức đêm sinh nhật chung cho tất cả mọi người. Trong buổi giao lưu văn nghệ, trong đêm đầu tiên của chuyến đi trên tàu, phải nói là vui bất ngờ hơn. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday.
Happy birthday to you. Mọi người đang ngon giấc trong cơn mưa rì rào thì một âm thanh quen thuộc vang lên làm toàn tàu báo thức, báo thức toàn tàu, toàn tàu báo thức, báo thức toàn tàu. Ăn sáng xong, nhà bếp tuyển được những chủ bếp vào thử quyền, tuy hơi lạ nhưng rất quen. Bếp trước, bếp sau không còn chỗ ngồi luôn, toàn âm thanh tổ chức lên tàu. Tuy không thân nhiệt, nhưng vẫn rất thân thiện, không khí thân thiện, không áp vô cùng. Cuộc vui nào rồi cũng tàn, chuyến đi nào rồi cũng phải tận phúc vợ. Anh em trong phòng, trên tàu, nhậu một bữa chia tay với nhau. Rồi ngày mai về lại đơn vị, tiếp tục công việc thường ngày của mình, ai về nhà nấy. Hẹn gặp lại mọi người trong những chuyến đi kế tiếp. Và sau này có dịp các anh lại có chuyến công tác lần thứ hai, lần thứ ba trên con tàu 541. Ok. Rồi. Anh thấy tới 2 thùng lận mà. Anh em trả lại một thùng. À. Mới thùng liêm xỉ cả. Đúng không? À. Uống đi chứ đi anh. Ê. 2 3 2 3 2 3 2 3 Wow. Lần nữa là lần thứ 3 là đột nhá. Thế cái nhậu ở nhà gì à? Ở từ chưa có ai gọi à? Bọn tao ăn bò suốt. Toàn là cá. Đéo ăn được cái này.